Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để đăng ký cái ao thi trên điện thoại smartphone. Quý vị sử dụng điện thoại iPhone thì quý vị hãy vào App Store. Còn quý vị sử dụng tất cả các loại điện thoại khác thì quý vị hãy vào CS Play để tải cái app ao thi này. Rồi, quý vị vào cái phần tìm kiếm này. Ở cái ô tìm kiếm Ao thi. Rồi, quý vị chọn cái ao thi đầu tiên đi. Ok, quý vị chọn cái ao thi màu đỏ lên này. Quý vị chọn tải về này. Rồi, quý vị bấm vào mở để mở lên. Ở cái ô cộng cốt này, quý vị hãy đề là 84 Việt Nam. Đó. Rồi, cái ô cell phone number, quý vị hãy nhập cái số điện thoại của quý vị vào. Quý vị bỏ cái số 0 ở đầu đi. Rồi, quý vị chọn vào OK. Ở tiếp theo, quý vị hãy nhập email của quý vị vào này. Rồi, sau khi nhập xong, quý vị chọn vào OK này. Quý vị hãy chọn là SMS đi. Quý vị hãy nhập 6 cái mã số mà quý vị nhận được ở trong cái tin nhắn của quý vị vào. Phần này quý vị có thể chọn là cho phép đi. Ok, vậy là KTV và quý vị vừa đăng ký xong cái ao thi. Bây giờ quý vị để ý cái biểu tượng cài đặt đây này, phía bên trên góc tay phải. Nếu quý vị sử dụng các loại điện thoại Android thì nó sẽ có thể nó sẽ có 3 chấm. Rồi, quý vị chọn tiếp vào cái phần account này. Đây, thì đây là cái phần quan trọng nhất này. Quý vị phải bật cái backup này lên. Ok chưa? Quý vị hãy bấm vào cái biểu tượng này để bật lên này. Tại sao phải bắt backup? Tại vì khi quý vị làm mất điện thoại hoặc là vô tình mà quý vị hoặc ai đó cầm vào điện thoại của quý vị mà xóa mất cái app ao thi này thì quý vị còn có thể lấy lại được. Ok chưa? Rồi, thì cái phần này quý vị nhập cái mật khẩu để đồng bộ dữ liệu vào này. Đó. Nhập xong, quý vị chọn vào Enable Backup lên này. Rồi, phần này quý vị hãy nhập lại mật khẩu một lần nữa. Rồi, quý vị chọn OK này. Rồi, vậy là đã bật cái tính năng Backup dữ liệu. Và quý vị lưu ý này, khi quý vị đã bật cái Backup dữ liệu này lên rồi thì quý vị có thể đồng bộ cái ao thi này lên bất cứ một cái thiết bị smartphone khác hoặc là đồng bộ lên máy tính
Rồi bây giờ quý vị có thể vào exit để thoát khỏi cái chế độ này. Rồi thì quý vị muốn thêm các mã out thì quý vị chỉ việc bấm vào cái dấu cộng này. Đó, hoặc là dấu cộng này. Thì ở đây có hai cách, một là quý vị có thể quét cái mã QR hoặc là quý vị nhập cái mã key. Và ở video này KTV sẽ không đi sâu về cái phần này. Cái phần này quý vị cứ việc thêm nó vào và làm theo các hướng dẫn ở đây thôi. Nếu quý vị chưa thành thạo cách để thêm các mã 2FA thì quý vị có thể tìm những video trước mà KTV đã chia sẻ ạ. Rồi, và KTV xin kết thúc video tại đây.